Khám phá quân sự xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Luger 9mm hay chúng ta quen gọi là đạn 9 là một trong những cỡ nòng súng được ra đời và phục vụ lâu nhất trong lịch sử thế giới. Được giới thiệu vào đầu năm 1901, nó đã phục vụ trong hầu hết mọi cuộc xung đột kể từ đó cho đến tận ngày nay. Từ trong quân đội Đức trong đệ nhất thế chiến đến quân đội Anh chiến đấu với IS ở Syria, những viên đạn 9mm vẫn luôn có mặt. Cho tới tận ngày nay, mặc dù đã có tuổi đời hơn một thế kỷ, song nó vẫn là một trong những loại đạn được đánh giá là vô cùng nguy hiểm với hiệu suất cao và sát thương lớn, và vẫn liên tục được cập nhật, cải tiến để gia tăng sức mạnh hơn nữa. Đủ mạnh mẽ và nhỏ gọn, những viên đạn Luger 9mm đã trở nên phổ biến tại Hoa Kỳ vào những năm 1980 khi dòng súng lục Wonder 9 ra đời. Nó đã vượt qua súng lục ổ quay và súng ngắn cỡ nòng lớn trên thị trường Hoa Kỳ. Đây là cỡ nòng súng ngắn tiêu biểu dành cho các thành viên NATO, cùng rất nhiều quân đội có sử dụng súng lục trên thế giới. Và gần đây nhất, nó cũng đã được quân đội Hoa Kỳ áp dụng cho hệ thống súng ngắn Modul M17 mới phát hành của nước này. Điều này chứng tỏ rằng, súng cỡ nòng 9mm sẽ còn được ưa chuộng và sử dụng trong một khoảng thời gian rất dài nữa, bất chấp tuổi tác của nó. Và trong video ngày hôm nay, Khám phá quân sự xin gửi tới quý vị và các bạn top 5 khẩu súng tốt nhất thế giới sử dụng loại đạn và cỡ nòng 9mm. Một, Glock G19. G19 chỉ là một trong những biến thể Glock đầu tiên được sản xuất, ra đời vào năm 1988. Về cơ bản, nó là một khẩu súng ngắn có nòng và báng súng rất ngắn. Băng đạn chỉ có 15 viên so với 17 viên của người tiền nhiệm. Tuy nhiên, nó cũng nhỏ gọn và dễ che giấu hơn. Ngày nay, những người đam mê súng ngắn thừa nhận rằng đây là súng dòng Glock tốt nhất để sử dụng cho mọi mục đích. Glock 19 đã được sử dụng rộng rãi bởi Hải quân Hoa Kỳ cũng như các lực lượng thủy quân lục chiến và thậm chí là cả FBI. Khẩu súng có chiều dài tổng thể là 7,36 inch và chiều dài là 4,01 inch. Nó là một khẩu súng lục tác động kép, có nghĩa là sau khi bắn một viên đạn, khẩu súng này chỉ cần bóp cò để đặt chốt bắn và khai hỏa viên thứ hai. Các lần bắn tiếp theo cũng tương tự như vậy, chỉ cần một lần bóp cò duy nhất mà không phải vặn búa kim hỏa. Súng sử dụng sức mạnh của viên đạn bắn ra để tạo ra các chuyển động cần thiết để tự động nạp viên đạn mới. Khác với súng ngắn ổ quay, chúng lợi dụng sự phản lực của thuốc đạn khi kim hỏa đập vào hạt nổ, gây nổ và tạo ra năng lượng đẩy đầu đạn bay đi, đồng thời đẩy khối trượt là một bộ phận có tác dụng giữ nòng súng và kim hỏa nạp đạn về phía sau. Khi trượt qua viên đạn trong băng sẽ kéo viên đạn này vào vị trí sẵn sàng cho phát đạn mới. Thiết kế Glock cơ bản bao gồm chốt bắn và chốt an toàn khi rơi, cũng như chốt an toàn cò súng. Tuy nhiên, khẩu súng này lại không có chốt an toàn thủ công bên ngoài. 2. SIG P226. Được phát triển dựa trên khẩu súng lục P210 của SIG Sauer để thay thế cho khẩu súng ngắn M1911A1 đã phục vụ lâu dài. Tuy nhiên, nó đã không giành được hợp đồng sản xuất vì thua khẩu súng Beretta M9 do phụ tùng đắt hơn. Tuy nhiên, khi đưa vào sử dụng, khẩu M9 đã không đáp ứng được kỳ vọng và chiếc P226 lại được lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ trọng dụng và gọi nó với cái tên Mark 11. P226 là một khẩu súng được làm hoàn toàn từ kim loại, sở hữu băng đạn 15 viên, chiều dài tổng thể là 7,72 inch và chiều dài nòng là 4,11 inch. Khi được nạp đầy đạn, trọng lượng của nó là 2,28 pound, giống như Glock 19. P226 cũng là một súng lục bán tự động. Tuy nhiên, nó có thêm một cần gạt chuyển đổi để người bắn có thể lên đạn bằng cơm nếu muốn. 3. Hacker & Cook VP9. Một trong những khẩu súng lục Luger 9mm mới nhất chính là dòng VP9, được giới thiệu lần đầu vào năm 2014. VP9 cũng giống như những khẩu súng ngắn còn lại trong danh sách này. Đó là một khẩu súng ngắn 2 ngăn, công suất cao với thanh trượt bằng thép và bộ khung bằng polymer. VP9 cũng sở hữu băng đạn gồm 15 viên giống như khẩu Glock 19.
khẩu súng lục do Đức thiết kế này có kích thước cũng tương tự như hai khẩu súng kể trên và sử dụng nòng ren bằng búa nguội để tăng độ chính xác và tuổi thọ của nòng súng. Không giống như những khẩu súng lục cũ sử dụng búa kim hỏa, VP9 là một khẩu súng Striker Fired. Striker Fired là kiểu súng sử dụng chốt bắn có lò xo được điều chỉnh bằng cách kéo về phía sau và nhả nắp trượt, gai đạn và nhả chốt bắn. Do đó những khẩu súng lục kiểu Striker Fired không bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài, không phải bóp cò, chẳng hạn như làm rơi khẩu súng xuống đất. Một tính năng mới đang ngày càng phổ biến trong súng ngắn mà VP9 sở hữu, đó là khả năng điều chỉnh bán súng cho phù hợp với nhiều kích cỡ tay. Mỗi khẩu súng lục đi kèm với một miếng đệm lưng và một tấm kẹp có thể tháo rời để giảm hoặc tăng chiều rộng của bán súng. Với tổng cộng 27 cấu hình đệm khác nhau dành cho bàn tay từ nhỏ đến lớn. 4. Smith & Wesson M&P. Smith & Wesson M&P được giới thiệu lần đầu vào năm 2005 và là sự kết hợp của hai loại súng trước đó là Sigma và SW-99. Cũng giống như VP9, nó có khung polymer và thanh trượt bằng thép, nhưng băng đạn bên trong khá lớn với 17 viên và hoạt động theo kiểu Striker Fired. M&P có vẻ ngoài ưa nhìn với các răng cưa trên rãnh trượt để tăng độ bám tốt hơn và đường ray Picatinny tích hợp bên dưới nòng súng để gắn đèn và con trỏ laser. Smith & Wesson tuyên bố rằng trục nòng thấp của M&P làm giảm độ nhô của họng súng và cho phép người bắn ghim tâm nhanh hơn. Ở nhiều khía cạnh, nó tương tự như khẩu Glock 17, kể cả cỡ băng đạn, nhưng nó lớn hơn và nặng hơn một chút. M&P cũng được thiết kế các nút điều khiển để có thể sử dụng cho cả hai tay và 4 miếng lót để điều chỉnh các kích cỡ cho phù hợp với lòng bàn tay và các kiểu tay khác nhau. 5. Springfield XD. Được phát triển ở Croatia với tên gọi HS-2000, những khẩu súng ngắn Springfield XD lại thực sự thành công tại Mỹ. XD bên ngoài giống như một khẩu Glock, nhưng nó hầm hố hơn một chút. Bản tiêu chuẩn sẽ có chiều dài nòng 4 inch và băng đạn 2 ngăn chứa tới 16 viên đạn Luger 9mm. Khẩu XD đã kết hợp một số tính năng cũ hơn và mới hơn từ các loại súng trong danh sách ngày hôm nay để tạo ra một khẩu súng vô cùng độc đáo và ấn tượng. Nó có bộ phận an toàn khi cầm giống như trên khẩu súng ngắn Colt 1911A1, làm cho súng không thể bắn trừ khi được cầm đúng cách. Nó cũng có tính năng an toàn khi bắn giống như Glock, tính năng an toàn chống cướp cò khi rơi và chỉ báo buồng đạn như khẩu M&P. Và chỉ với một thao tác lật cần gạt sẽ cho phép khẩu súng này nhanh chóng được tháo ra để làm sạch. Và trên đây là top 5 khẩu súng bắn đạn 9mm tốt nhất thế giới. Các bạn có ấn tượng với khẩu súng nào nhất? Hãy cho Khám Phá Quân Sự được biết bằng cách để lại bình luận phía bên dưới video. Đừng quên gợi mở những chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn Khám Phá Quân Sự phân tích nhé. Hằng ngày, kênh sẽ công chiếu 2 video vào lúc 11 giờ và 19 giờ. Các bạn nhớ dành thời gian để theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Khám Phá Quân Sự. Nếu thấy hay, hãy tặng cho Khám Phá Quân Sự một like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.